xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đây, mấy thanh niên này. Chào mọi người nha. Chả biết tên ai với ai luôn, mọi người lại đổi skin rồi. Chắc có lẽ là mới là thanh niên nào đây. Thanh niên này chắc chắn là Vanh ở bạn này. Rồi, đó là mấy thanh niên đổi skin mới. Có vẻ xịn mịn thế nhỉ. Wow, nhìn giống kiểu như là ở Vương quốc Hy Lạp. Không, cái này Vương quốc Ba Tư. Ba Tư. Nhìn chất trời đấy. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game. Thì thôi, mình bắt đầu luôn. Đấy, một cái cuộc đấu súng. Mình thải luôn là từ khi hôm nọ mình chơi xong nghiền luôn bạn. Thế nên là ngày hôm nay tiếp tục đây. Đấy, gọi là đấu trường Free Fight. Thả dù ra nào, không được lấy dù của nhau nhá. Đấy, cái này là chúng ta phải tự đi dù bạn này. Không thể nào mà nhảy một cái là súng luôn được. Này, nó mới hợp lý chứ bạn. Ui, mình đang bày ra là không bằng như nhau. Đấy, thế nên là dù tròn với cả cái dù kia thì có hai loại dù mà, dù tròn với là dù bình thường mà. Tính nhiên đâu đây. Này này thì rồi, thanh niên Vanh đi bụi luôn rồi. Cho thanh niên trận này coi như làm nháp đi. Bởi vì là thanh niên Vanh tự sát rồi, mình muốn là đầy đủ chơi cho nó gọi fair play. Nhưng mà mình thì tưởng là nhấn ngồi xuống là xuống nhanh hơn. Không có hai từ ngồi xuống xuống nhanh hơn đâu. Chúng ta bắt đầu hạ cánh ạ. Ui, hạ cánh lâu nha bạn nhỉ. Đấy, mới hạ cánh này. Ui, chúng ta sẽ có energy à. Ui, có cả bình nước luôn đấy. Ghê thật. Energy drink. Mình thử uống à. Ui, không có đạn luôn ạ. Mấy cái khẩu súng này cho mình súng mà không cho đạn này các bạn. Đèo thật sự luôn. Đây rồi. Để xuống đây. Đây rồi, có khẩu gì đây. Cái gì đấy, UMP à. Ok, UMP. Ui, thì UMP. Dưới chân núp có cái bảng gì kìa. Bảng gì? Ui, khẩu gì đây. Một đống vũ khí. Win 94 à. Sao lại có cả Win 94 vậy. Mấy cái khẩu súng ngắm mới được chèn đấy. Ok. Dưới nhiều súng biết không núp. Thanh niên đâu? Ngay dưới chân luôn. Đấy, núp đang xuống đây. Ui, cái này là bão sa mạc. Rồi, chúng ta có áo giáp với các thứ này. Ui, khẩu Scalar này các bạn đây. Đấy, chúng ta sẽ mặc vào áo giáp vào. Ui, có chảo luôn này. Có vẻ là nhiều đồ mới lắm các bạn ạ. Trong cái đấu trường mới này, nhiều đồ mới này. Nhiều đồ mới lạ. Ok, hình như là có thanh niên nào đó đáp gần mình lắm nha. Thanh niên bị xeo vào nhà gỗ làm gì vậy? Ui, có đồ em đi. Ui, có đồ xịn. Rồi, núp sẽ đắp vào đây à. Ui, có khẩu rất là xịn mịn luôn. Rồi, có đôi giày kim cương này, có gì đây. Giày siêu tốc à. Ui, có cả giày siêu tốc tăng thêm tốc độ chạy luôn này các bạn. Rồi, có cái gì đây. Đôi mắt dùng sử dụng ban đêm. Cái này có thể sử dụng cái đôi mắt hồng ngoại gì đây. Đạn laser à. Ok, cái này là đạn rồi. Đâu, mình thử sử dụng nào. Cái này là phát hiện nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Rồi nhá, xem có thanh niên nào. Mình nhớ rằng là có cái dù bên kia thì chắc chắn là có thanh niên đã nhảy đáp dù. Mới đi xeo chuẩn bị gặp nhau nhá. Hai thanh niên chuẩn bị gặp nhau. Ui, cái khu này rộng lắm các bạn ơi. Cái này là khu sa mạc đấy. Đấy, đấu trường Free Fire. Ui, thẳng mặt núp luôn, có hai thanh niên luôn. Núp thấy vị trí rồi. Cái thanh niên bắn ghê đấy nhỉ. Ném bom rồi. Ném bom đến từ vị trí của thanh niên nào, ném rất là nhiều. Thanh niên Zeno đáp bom bị xeo. Núp bằng bị xeo. Ui, ông này châu đấy. Xeo châu lại mà. Giáp 3 hay sao ấy. Rồi, ui, hết đồ luôn. Ui, rơi hết đồ rồi. Rơi hết đồ, thanh niên bị xeo ăn hết rồi. Chưa, thanh niên bị xeo dám nhất. Rồi, núp đã làm gỏi được thanh niên Zeno à. Có là núp à? Không. Zeno gặp bị xeo mà. Núp bắn dê đôi chứ còn ai, núp bắn súng ngắn từ xa này. Ui, sao bắn mãi Pixel không chết, chết. Rồi, chúng một viên vào ngay đầu của Pixel rồi. Và nhớ đâu ra. Và Pixel bơm máu. Nhớ đâu ra. Úi dồi. Nhỏ đâu. Pixel đắp bom. Trái. Úi dồi, úi dồi. Ui, ghê quá nhở. Ai à. Ghê. Úi dồi. Thanh niên kiếm được nhiều bom đấy. Ném bom không mất bom đâu, ném thoải mái. Buôn bom luôn à. Rồi, chúng ta nháp đi, nháp trận đầu đi các bạn này. Nói chung là khẩu AVKM ở trong cái map đấu trường sa mạc này ấy, thì mình thấy rằng nó bắn mọi người 50 máu à, sao bắn 3-4 cái mới chết đấy. Rồi, ok. Ôi, anh à. Cái gì đây?
Đấy, được nhảy luôn kìa, được phép nhảy luôn kìa. Được phép nhảy luôn này. Lúc nào mà có thấy ở trên màn hình ấy là có thấy cái vòng bảo vệ, chúng ta có thể nhảy được luôn. Lại. Thế mà không nhảy. Thế mà không nhảy. Trời ơi, cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Quá nhảy nhảy xuống nước. Ui, được sát ba luôn ạ. Vừa lấy mình không mở. Ôi giời ơi, vừa lấy tôi không mở. Anh ơi, ui đẩy giáp ba. Ui đồ xịn ra ma luôn. Nhảy xuống nước cũng chả sao đâu mà. Ui, đây à. Đạn đây. Chết đây anh ạ. Chết rồi, bánh chết rồi. Sắp chết ạ. Trời ơi. Ngoài khẩu Win 94 ạ. Mình chưa bắn con này bao giờ. Ui, có bác đổi đồ kia. Khẩu này bắn lầm. Rồi. Nhỏ đầu ra. Thanh niên đi đâu hết rồi. Ui, chưa có đồ gì gặp thanh niên dưới đồ kìa. Rồi thôi xong rồi. Khẩu này bắn lầm, ra ba luôn bạn ơi. Đâu tha mạng Zero. Nhân tử với kẻ địch chính là tự giết bản thân mình. Như là bắn tên nhỉ. Zero triết lý các bạn ạ, nghe câu nhân tử với kẻ địch. Quả lựu đạn này. Bye bye Vành. Ném lựu đạn này, mất lựu đạn đi Pixel. Không lẽ Pixel buôn thoải mái nhở? Lúc ném lúc nhặt được hai quả lựu đạn. Trời đất ơi. Nên lừa mình. Ui. Thôi đi thôi. Tôi được khẩu tên. Tôi nghe thấy có tiếng ai đó ở cạnh. Đâu? Mình nghe tôi tiếng. Thấy Vanh đi gần, đang đi gần núp mà. Mình nghe tiếng, đây là tiếng của mình à? Tiếng của mình lại chậm hơn các bạn ơi. Ui, ở đây bán, ui AK đôi mắt tử thần này. Mình thử mua thử bác này em à. Ui, súng xịn các bạn ơi. Thử xem nhá, mình vẫn ngang còn ít đậu à. Đó, thử xem nào. Ui AK đôi mắt tử thần luôn ạ, nghe vẻ khủng khiếp đấy. Khẩu ấy tăng tốc độ bắn đấy. Ui, khẩu này hỏi chấm rồi ở đây nó trong cái đấu trường này nó không ghi một cái gì các bạn ạ. Mà mình nhìn thấy đẹp. Mình thử test thử thôi. Ui, khẩu M1887 này. Đấy, sát thương 60 là ui, sát thương tầm gần. Ta nên sử dụng khẩu này, sát thương tầm gần, tầm xa. Trận này mình không bắn ngắm nữa. Rồi, thanh niên rồi. Cái thanh niên đi đâu hết rồi, vắng tanh. Heo hút này. Như quạnh vậy. Zeno đi ấy rồi. À. Đi tít mãi góc mà. Ấy à. Đi nhặt thính rồi. Zeno bắn Pixel. Tao núp bắn đây. Cái gì mà núp bắn tàu lao. Trận trước. Thanh niên vay lại chết rồi. Sao lại chết rồi? Không có súng, thanh niên Zeno bắn. Thanh niên Zeno làm gọi là. Thế cũng được thôi. Ui, sát thương bắn rất tốt này. Cái gì đây? Thanh niên Pixel châu dạ man luôn đi. Châu mà, chắc giáp ba. Ui. Sao? Vừa lấy lúc bắn khẩu AVKM bắn cũng cháy máy rồi. Rồi, hai người bắn nhau như kiểu là cầm súng quất nhau vậy. Đây, nó đang tới đây. Đứng gần nhau luôn mà hai thanh niên đấy không ai chết cả. Đây. Ui, ghê đấy cả, cấm cháo. Ui giời ơi. Sát thương từ xa không được thì chúng ta sẽ chọn sát thương cận chiến thì mới thì non. Rồi, núp tới đây. Ui, đây là cái gì đây? Các loại vũ khí ở trong map à? Ui. Rồi đi treo hết đạn à, giáp bom à. Ui. Nó thảm biến. Chạy được rồi. Lúc chuẩn bị gặp mặt Pixel. Đấy, lúc thấy Pixel rồi. Đạn à. Pixel hết đạn rồi sao ấy. Nó hết đạn. Ui. Ai ơi, trông quá, chạy đây, ai. Ai rồi, trời ơi, đây. Thanh niên Pixel vẫn bắn được chết mình kìa. Rồi, chúng ta thử đi xem mấy thanh niên khác nào. Rồi, thanh niên Zeno ngay ở trong nhà đây Pixel. Trong nhà này. Trời ơi, cái khẩu súng kia bắn hay thật, cái khẩu súng, khẩu, này. M1887 bắn hay dã man luôn, khẩu AK bắn không hay lắm. Rồi, tí nữa mình sẽ cố gắng nhặt khẩu kia bạn. Pixel còn có 30 máu à. Sao mình mặc giáp 3 mà kiểu như cảm giác vẫn yếu dã man luôn. Bắn. Thanh niên chắc ăn cái gì ấy nào. Ôi, đây. Đâu thế, đâu, nhà nào đấy? Đấy, ngay ở dưới đất này, nhà vừa đây. Rồi, thanh niên ra lút đồ của mình rồi. Đuổi nhau rồi, chắc là thấy nhau. Rồi. Ui, thanh niên này có khẩu ấy này, khẩu súng máy này. Rồi. AK màu hồng hình như khỏe hơn đấy là. Rồi, có vẻ nhìn không, khẩu AK mạnh dã man luôn ý. Ui, nhìn thấy không ăn thua. Game là dễ mà. Vì sao bắn nửa hai băng. Game đầu tiên Zeno đã giành chiến thắng. Nhìn thấy rồi, mấy thanh niên Zeno chiến thắng các bạn ơi.
thôi tiến mới với mày khác mình phải có chiến thuật rõ ràng các bạn ạ. Cái này không ổn rồi. Đâu ngày đâu còn thanh niên Pixel nữa nhở. Pixel vào nữa là mình rồi. Sẽ bắt đầu đấy. Ta sẽ này mọi người phải để ý xem nha, có vòng bảo vệ hãng nhảy luôn nha, đừng có hau háu nhảy luôn đấy, hau háu nhảy luôn là lủng đấy. Ấy thế như nào có rồi, mình không có luôn, tên như Zeno có đi 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 thôi, xuống người hạ cánh đây anh em. Lần chúng ta sẽ hạ cánh an toàn. Không mình không hạ cánh đây bạn, mình sẽ hạ cánh bên này đi. Lần trước mình ba thanh niên Zeno không nhảy luôn à? Bốn thanh niên ạ. Rồi thôi nhảy kiểu này nhảy dù cho chắc. Zeno gọi là chơi công bằng mà. Công bằng cái gì? Trời ơi thanh niên sợ chết thì nói luôn đi. Chứ chả muốn xuống lấy súng luôn. Xem kìa. Thanh niên Pixel nhặt súng trước rồi. Rồi. Lách qua chỗ khác. Rồi. Rồi thanh niên khai khỏi chơi game rồi bạn. Này đi. Chui vào chỗ mình lút đồ của mình như láo thật. Áo thật sự luôn. Đã xuống sau còn định lút đồ của chắc mình là nữa. Mình sẽ mặc cái áo mặc cái bộ đồ ấy là bộ đồ giáp xích rồi bạn. Vừa lấy giáp ba mũ ba không ăn thua. Ôi cảm giác vẫn bị yếu ra ma luôn. Đây là mở cái này được cái gì không? Energy drink. Rồi được rồi. Đây chúng ta có khẩu này gì? S12K. Này khá là xịn đấy. Rồi ok. Quần kim cương này. Đấy, nhìn trong bóng tối này, ui cái khu sa mạc cái nhìn nó vẻ là vì sao vừa nãy Zeno trâu đấy là núp này. Thanh niên Zeno này lút đồ ở cái thính ấy, đồ thính trâu lắm. Xem nào, cái áo này giảm sát thương đi bắn vào 15%, giảm sát thương nổ 30% mỗi 6 giây cộng 25 máu. Trời ơi đây. Ghê nhỉ. Hóa ra bảo ra trâu bò ấy, núp mà áo giáp 3 mà giáp 3 nhưng mà bắn vẫn bị yếu. Đúng rồi, vẫn cảm giác yếu dã man luôn đây. Mũ 3 đây. Game này Pixel xin nhận chiến thắng nhá. Xin được không? Có điều quan trọng thôi. Đấy to quá. Pixel tất. Dạ. S12K của mình. Vừa nãy mình đã biết thanh niên Zeno lấy đồ ở đấy khỏe rồi, mình đã ra đây lấy rồi. Pixel lại tới trước. Thủ tầm xa này. Ui, nó full một bộ áo giáp luôn rồi đấy. Tính ra full rồi đấy. Uầy. Ôi cái gì đây, khẩu gì đây? M4A1 à? Rồi mấy khẩu bắn từ xa. Ba đời làm trưởng. Người đi xem phim. Ôi cố gắng chịu khó. Ui K98 kìa. Sao? Đi nào. Nhanh còn kịp. Sao? Nha, đừng ở đây. Thanh niên có AVKM. AVKM đâu bắn mà 249 mà. Mà 249 à? Được AVKM. Rồi Zeno đang ở trên ui. Ba chết luôn à? Đấy đâu rồi ba chết ba. Đây là khẩu gì VSS? Châu bỏ với chúng tôi à? Châu bắn lâu cũng chết. Châu bắn lâu cũng chết. Hai người cùng bắn. Khỏe. Châu lắm. Núp cũng châu mà vừa lấy được thanh niên Pixel bắn nó xin nhê đi đâu? Ui đằng sau cũng có kìa. Chạy. Nhìn đâu rồi? Thanh niên Pixel đâu rồi? Bên trái. Đây. Đằng sau, trời ơi không phải đấy đâu. Thử ra núp đang phải phòng ngự bên chỗ thanh niên Zeno. Đây. Ua. Bắn không ngắm luôn. Thì trông thật sự là đúng kiểu bộ áo giáp ở trong. Trâu này. Ui, trâu ra ma luôn các bạn. Trời ơi, kiểu như là chùm cho mọi người luôn. Người không chết kìa. Không chết luôn bạn ơi. Zeno cầm 6 lòng dí thẳng vào người đi. Rồi, Zeno ăn bom. Ui. Đi chết rồi. Zeno đi luôn. Ném bom Pixel hay Zeno chui ra chết rồi. Mình đi trâu ra mà mình bắn từ vừa nãy rồi, mình xả sát thương từ vừa nãy rồi các bạn ơi. Không sao. Không sẽ tìm cách các bạn ơi. Tính ra thanh niên này còn không. Trâu ra. Nào. Ngon ra đây. Trâu bắn lâu cũng chết. Trâu. Hết đạn rồi. Thanh niên cầm chảo à, chạy rồi. Hết đạn. Đi lút đạn đã. Không, thanh niên này yên tâm các bạn ạ.
Thế nên này không chạy nhanh bằng mình đâu, mình có gà quay siêu tốc mà. Chạy rất là nhanh luôn. Ở đây có ui, vũ khí cận chiến à. Ui M79 này. Ui có cả M79 luôn à. Còn nhá. Ơ nhưng mà không có đạn. Thôi M79 không có bạn là sao? À thì núp này bị lút rồi. Thôi không có đạn M79 thì bắn được chi. Núp sẽ hồi máu đó. À, chiến này căng quá các bạn ơi, thì nên Bisao rất là trâu. Mình sẽ phải tìm một loại súng khắc chế được. Không có vòng bo à? Không, cái này đi tìm nhau là cái đấu trường này rất là gần. Bom này, chúng ta sẽ nhặt bom vào. Ô, tính ra là cái này sử dụng được liên tục này. Xin đây. Lâu lâu mới nhặt được một cái sử dụng được liên tục. Vì sao ạ? Vừa nãy chắc là vì sao nhặt được cái quả bom sử dụng liên tục thật. Ném nhiều dã man luôn đấy. Ui mờ M24 này rất là xịn. Cái gì đây? Giáp đỏ cho người dưới sắp sắp thì nó bốc cháy. À ngon. Ui quả giáp đỏ này ghê thật sự luôn. Đổi các bạn. Ấy quả giáp này chắc chất chơi là chất lượng này. Đi đây đi đây. Ui dồi ôi, khẩu này làm thế. Rồi gặp nhau rồi, bắn nhau đi. Bắn luôn. Này này, này. Xa dạo xa dạo. Ui. À đau thế. Ui. Sát tương lửa. Cái kia bắn luôn. Láo này. Ui chết này. Ui, cái này khiến khi tấn công người chơi. Ui cái này có sát tương lửa đúng kiểu khó chịu luôn này. À ui đây là cái sát đồ của thanh niên Bisao nhận được đây à. Nó xem nào. Đây này. Ui bảo sao đây nên châu bò vậy. Trời đất ơi. Đâu đâu mình thử xem nào. Ui mình có thể nhặt để xem thử không. Ui cái đồ samurai bảo sao. Ui đồ có đồ này đúng là the best luôn các bạn này. Rồi đây này. Chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3 các bạn nhé. Đấy, game đấu thứ 3. Ui, lúc được bảo vệ luôn này. Nhảy luôn. Con luôn. Mọi người, game này nhá, chúng ta hợp sức là cho Vanh đi bụi luôn. Đó. Cho 4 game không được chơi game. À, đi săn đây. Ôi, mình lại nhảy lại chút quá à, trời ơi. Hợp sức cái gì mà... Thế người ta gọi là chơi bỉ hiểu không? Chơi bỉ cái gì, trời đất ơi. Người ta ở đây không ai chơi bỉ ổi biết cái gì nha. Đấy người ta gọi là công bằng, đấy là sự thông minh. Bốn người. Cái gì? Bốn người gì? Trời đất ơi, đấy là vành đen thôi. Đỏ quên nè. Rồi, giờ đỏ rồi. Sống được đến bây giờ là đỏ rồi. Thế như nào vừa bắn Michel ấy? Vành. Không phải Vành đâu. Đi sang luôn đi Michel. Đâu, Vành đâu? Bước ra đây. Ê, có người bắn được thật kìa. À, thì chính tỏ lần đầu à. À, thì người núp. Trời ơi, mình ra công bắn vào thanh niên này cứ lên né khó chịu thật sự bạn ơi. Khẩu này làm thật sự luôn các bạn, sát thương 100 luôn, AWM đấy. Bắn không xi lê, không xi nhê luôn, thực ra thì không phải làm mà áo giáp xịn các bạn. Đấy, đừng trách súng làm quên mất. Mà trách là súng quá là xịn. Đó, à đâu, giáp quá là xịn các bạn, quên mất. Rồi đây chúng ta sẽ đi qua bên này. Súng không lợm mà giáp là xịn. Trời ơi giáp xịn quá. Quá trời quá đất luôn. Rồi chúng ta nhận được thêm lại đôi giày này. Giày này chỉ tăng tốc độ chạy được. Ê à. Tính ra cái khẩu AWM rất là xịn nha các bạn thấy không. Bắn nó vừa được hồi máu kìa. Hồi máu có tăng lên giáp. À, vì sao nhìn thấy hai thanh niên bắn Michel rồi nhá. Thanh niên này hình như lại quen mui ra nhà áo giáp VIP đây Vành ơi. Vành không biết là giáp VIP ở đâu, Vành nhà cũ. Rồi luôn, hình như đây là cái hòm thính mà mấy thanh niên chuyên ra săn lùng. Nhưng mà mình không săn lùng. À, bảo sao cái khu này mấy thanh niên đáp xuống một cái là nhặt luôn ạ. Rồi, đất ơi. Thanh niên Michel biết rồi, Vành không biết đâu. Núp cũng có biết gì đâu. Núp thấy thanh niên Michel chạy ra nhặt luôn.
thế thì nó à, thế thì nó cũng mặc bộ quần áo này luôn à? Ghê quá nhỉ. Uầy, thì tính ra là có hai set đồ ở trên trong cái map sa mạc này cơ à? Châu dã man. Rồi, châu bò đánh nhau rồi. Vành ơi, ra hưởng, ké đi Vành. Vành đã có súng gì đâu, đang đi tìm súng này. Ơi, ai bắn đây? No, no, không thể chết. Rồi, thích nhiên Zeno đi rồi. Ê, bị theo châu dã man luôn. Cho rằng Zeno cũng có áo giáp giống mà. Đóng đâu. Ui. Ui, no. À, rồi luôn. Giáp ba mũ ba mà sao yếu thế nhở? Bởi vì không phải do Vành yếu đâu mà do Núp khỏe đấy. Trời đất ơi. Ok, chúng ta sẽ mặc vào. Đấy. Ui, tính ra khẩu AVKML này được của nó các bạn ơi. Vừa tăng sức tấn công, vừa tăng giáp và vừa hồi máu. Rồi đâu, thành viên video đâu, ngon ra đây. Nhặt đồ trong ê, đang lút đồ, đang lút đồ. Ê, đâu. Đi theo lấy hết đồ thế rồi nhá, cẩn thận nhá. Lúc thấy à. Trong châu lan. Sao, bắn nhau tới chết. Sao? Bắn nhau tới chết nhá. Không được bỏ chạy nhá. Bắn nhau tới chết. Ui, tôi khác gì bất tử không các bạn ơi. Ôi, trời ơi. Thà luôn. Mình khác gì một người bất tử đâu. Thôi. Làm sao? Hay thế nhở. Ui ôi. Bất tử thật mà. Hai người bất tử bắn với nhau. Chạy đâu. Chạy chết. Thì, chạy đâu. Ui ôi. À luôn. Nhìn đi xem lại lấy AK màu hồng kìa. AK đâu đây, khẩu spat mà. AK. Ui, cái khẩu AVKM tính ra nó lợi của nó dã man luôn, bắn cứ hồi máu liên tục luôn. Ui, nó cứ búp máu cho mình liên tục, mình không thể chết được ấy các bạn ơi. Ui, xịn thật sự các bạn ơi. Ui, biết thế vừa nãy mình sử dụng khẩu đấy để khắc chế mấy thanh niên kia là ngon biết mấy. Tuy rằng bắn nó hơi chậm một xíu thôi nhưng mà được của nó các bạn. Ok thì có lẽ rằng là mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó, cái mini game đấu trường Free Fire ở trong sa mạc đến đây là kết thúc các bạn nha. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Pixel Zeno Vành, ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment kiến bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại, bye bye. Bye bye. Bye bye.